Thưa quý vị khán giả, gần chục hộ dân trên địa bàn xã Cường Lợi và thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì đang bức xúc khi nhà bị nứt vỡ do việc thi công quốc lộ 3B giai đoạn 2 gây ra. Người dân đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi nhà có thể bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản. Tuy nhiên, liệu tình trạng này có còn tái diễn nếu không được xử lý nghiêm? Phóng viên Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn sẽ phản ánh tới quý vị khán giả về tình trạng bất cập nêu trên trong mục ống kính phóng viên ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Nứt tường, vỡ mái lợp là những thiệt hại có thể nhìn thấy ngay ở những hộ dân sống gần khu vực thi công quốc lộ 3B, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Yến Lạc và xã Cường Lợi, huyện Na Rì. Đã 3 lần chính quyền địa phương phải lập biên bản đối với đơn vị thi công về việc nổ mìn làm hư hỏng nhà dân. Nổ thì vẫn để nổ, nhưng mà phải nổ om thôi, chứ đừng nổ tung lên như thế, bắn từ kia. Mà sáng nhà cô bên kia này, chỗ sát vụ này, mà đánh cái sầm một cái. Nhà mình ở xa thì chỉ vỡ tấm lợp thôi. Nó rung thì độ rung của nó thì là nổ mìn là chắc chắn là rung rồi. À, gia đình cô thì là bị gọi là cái tổ thi công nổ mìn này ấy, là nổ mìn chẳng là nó cũng ở gần nhà cô quá, nên là bây giờ nhà cô thì nhà tôi thì cũng bị nứt tường nhiều này, có cái này nó nứt toát ra ấy. Ở trong là cái nhỏ nhỏ thì có nhiều, là bây giờ thì tôi cũng có ý kiến gọi là ý kiến lên trên gọi là để xem xét hộ trong là như thế nào, xem là làm như thế nào thì cho nó là đảm bảo an toàn cho gia đình tôi. Hiện nay sắn nâng cấp quốc lộ 3B kết nối giao thương Bắc Cạn Lạng Sơn đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Theo phương án thiết kế, thi công được phê duyệt, toàn bộ dự án có khối lượng đào đắp khá lớn, khoảng 700.000 mét khối đất đá, với 6 vị trí đổ thải trải đều trên toàn tuyến. Do khối lượng đất đá lớn, nhiều điểm thi công cần phải sử dụng tới việc khoan đá nổ mìn để tạo nền đường. Tuy nhiên, trong quá trình thi công gói thầu tại vị trí giáp ranh giữa thị trấn Yến Lạc và xã Cường Lợi do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 399 thi công, đơn vị phải tiến hành nổ mìn phá đá, làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân. Mặc dù phía nhà thầu đã thuê cán bộ của chi nhánh hóa chất mỏ Bắc Cạn trực tiếp làm nhiệm vụ nổ mìn, song không hiểu kỹ thuật thế nào mà chỉ sau mấy tháng thi công đã có 7 nhà dân trên địa bàn bị ảnh hưởng từ việc nổ mìn. Phương án thi công cụ thể thì cũng đã có phương án để gửi các sở ban ngành. Thì ban ngành mới căn cứ vào cái phương án của mình thì bắt đầu mới cấp phép để sử dụng vật liệu nổ và thi công tại đây. Thì trong quá trình mà nổ mìn gây ảnh hưởng thì cũng anh em cũng đến tận gia đình để thứ nhất là hỏi thăm về sự ảnh hưởng và cũng xem lại cái mức độ ảnh hưởng và cũng có biên bản thỏa thuận với từng hộ dân và cũng thỏa thuận với nhau để có phương án. Thứ nhất là một là bồi thường ngay, đền bù ngay hay là khắc phục ngay. Hai là cùng thỏa thuận là để xong các cái đợt nổ mìn để tránh cái trường hợp mà thay rồi xong mà nó nổ mìn nó bị ảnh hưởng tiếp thì lại rất là mất công. Dù đơn vị thi công đã có động thái giải quyết đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại, song người dân ở đây vẫn đang mang tâm lý không yên tâm khi ngày ngày phải sống trong những căn nhà bị dột, nứt và lo lắng nguy cơ hiểm họa đến bất cứ lúc nào. Theo quy định, việc nổ mìn ở nơi đất đá, lộ thiên phải cách xa nhà dân ít nhất 300 mét. Nhưng thực tế, công trường ở đây nằm ngay sát các hộ dân. Việc nổ mìn vẫn được thực hiện nhằm tạo mặt bằng cho thi công đường trong thời gian sớm nhất. Cam kết là sẽ không để ảnh hưởng đến sự an toàn của người và tài sản của dân. Hy vọng với những cam kết này của đơn vị thi công cùng với việc sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong khâu nổ mìn sẽ giúp cho cuộc sống người dân ở đây dần ổn định. Dẫu vậy, để ngăn chặn tình trạng này tái diễn, thiết nghĩ chế tài mạnh trong xử lý cần được chính quyền địa phương và chủ đầu tư thực hiện một cách triệt để hơn trong thời gian tới. Mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.